Bộ Quốc phòng Nga cho biết sẽ mở một hành lang an toàn cho phép tàu nước ngoài rời các cảng của Ukraine ở Biển Đen. Ngoài ra, một hành lang riêng sẽ được mở để các tàu rời Mariupol bằng cách đi từ cảng biển Azov tới Biển Đen. Được biết, các hành lang sẽ mở hàng ngày. Quân đội Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã nã pháo vào hơn 40 thị trấn ở vùng Donbass, vận tại phía đông nước này, đe dọa đóng sập lối thoát chính cuối cùng của những người dân thường đang bị mắc kẹt. Ukraine cũng tuyên bố đã đẩy lùi được hơn 10 cuộc tấn công, phá hủy 4 xe tăng, 4 máy bay không người lái, hạ gục 62 người. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa thể xác nhận độc lập các thông tin trên chiến trường. Điện Kremlin cho biết ngày 26 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với Thủ tướng Italy, trong đó ông Putin bày tỏ Nga sẵn sàng góp phần đáng kể vào công cuộc giải quyết khủng hoảng lương thực toàn cầu, song chỉ khi phương Tây dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt. Cùng ngày, chính phủ Italy cũng ra thông báo về cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo, trong đó nói rằng hai bên đã thảo luận về tình hình tại Ukraine, cuộc khủng hoảng lương thực cũng như tác động của cuộc khủng hoảng đối với các quốc gia đói nghèo. Phía Italy không cung cấp thêm chi tiết về cuộc điện đàm. Các nguồn tin độc quyền của Reuters tiết lộ Mỹ đã bắt đầu cảnh báo Ukraine về hậu quả nếu Kiev leo thang tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Phía Mỹ không đưa ra cụ thể danh sách các địa điểm Ukraine không được tấn công, nhưng đã đưa ra những cảnh báo chung về nguy cơ chiến sự lan rộng. Một trong ba quan chức Mỹ nói với điều kiện giấu tên, Chúng tôi lo ngại về sự eo thang nhưng vẫn không muốn đặt giới hạn địa lý hoặc ràng buộc họ quá nhiều với những thứ mà chúng tôi đang cung cấp cho họ. Tổng thống Nga Vladimir Putin ký xác lệnh nới lỏng các yêu cầu nhập tịch Nga cho người dân ở vùng Kherson và Azovsky của Ukraine. Ukraine, Mỹ và châu Âu lên tiếng phản đối. Bộ Ngoại giao Ukraine chỉ trích việc Nga cấp hộ chiếu trái phép, vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine cũng như luật quốc tế. Trong khi đó, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ nói Washington cật lực phản đối động thái của Moscow. Trường phái đoàn đại diện EU tại Ukraine cũng chia sẻ trên mạng xã hội Twitter về động thái hộ chiếu hóa của Nga. Trong bất cứ trường hợp nào, sẽ không có ai công nhận bất cứ hành động nào như vậy. Washington muốn áp thêm lệnh trừng phạt kinh tế đối với Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng nối lại các đợt thử nghiệm tên lửa đạn đạo thời gian qua. Mỹ đề xuất cấm mọi nước xuất khẩu thuốc lá và dầu đến Triều Tiên, dự thảo nghị quyết đồng thời đưa nhóm tin tặc Lazarus vào danh sách đen với cáo buộc nhóm này có liên hệ với chính phủ Triều Tiên. Tuy nhiên, dự thảo nghị quyết do Mỹ soạn thảo ngày 26 tháng 5 nhận được 13 phiếu ủng hộ tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhưng không được thông qua vì bị hai thành viên thường trực là Nga và Trung Quốc phủ quyết. Quan chức nhà trắng nói Mỹ nhận định kịch bản Nga vỡ nợ không gây ra tác động đáng kể đối với kinh tế Mỹ và thế giới. Bà cho biết Bộ Tài chính Mỹ vẫn theo dõi sát sao tình hình và duy trì thảo luận với cộng đồng tài chính quốc tế. Chính phủ Mỹ ngày 24 tháng 5 thông báo không gia hạn nới lỏng trừng phạt tài chính Nga để nước này thanh toán nợ cho các cá nhân và tổ chức tại Mỹ đã mua trái phiếu chính phủ Nga Quyết định hoãn trừng phạt trước đó được hết hiệu lực vào ngày 25 tháng 5, khiến Nga không thể tiếp tục thanh toán nợ đáo hạn và lãi suất do bị Mỹ ngăn thanh toán quốc tế. Ủy viên Tư pháp Liên minh châu Âu ngày 25 tháng 5 cho biết khoảng 23 tỷ euro, tương đương với khoảng 24,5 tỷ đô la Mỹ, tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đã bị Liên minh đóng băng từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2 tức chỉ chiếm gần 1 phần 10 con số nêu trên. Đây là lần đầu tiên EU công bố dữ liệu này sau khi thu thập thông tin từ chính phủ các nước thành viên. Con số của EU thấp hơn nhiều so với Mỹ, nước được cho là đặt đóng băng 100 tỷ đô la Mỹ của Ngân hàng Trung ương nga. Ngày 26 tháng 5, Ngân hàng Trung ương nga quyết định giảm lãi suất 14% xuống 11% khi lạm phát tăng chậm lại và đồng rúp hồi phục. Đây là lần giảm lãi suất thứ ba liên tiếp kể từ đợt nâng lãi suất đột ngột lên 20% sau khi nga khởi động cuộc chiến tại Ukraine. Ngân hàng Trung ương Nga cho biết họ vẫn có thể giảm lãi suất thêm tại các cuộc họp sắp tới. Cuộc họp kế tiếp diễn ra vào ngày 10 tháng 7. Giới chức Liên minh châu Âu cảnh báo người tiêu dùng châu Âu sẽ phải trả giá cho việc từ bỏ nguồn cung dầu mỏ giá rẻ từ Nga, gánh chịu hậu quả tăng giá năng lượng vĩnh viễn nếu lục địa này áp lệnh ngừng nhập khẩu khí đốt Nga liên quan đến chiến dịch quân sự tại Ukraine. Ủy viên phụ trách vấn đề cạnh tranh của EU, người tiêu dùng châu Âu sẽ phải gánh chịu hậu quả tăng giá năng lượng vĩnh viễn nếu lục địa này áp lệnh ngừng nhập khẩu khí đốt từ Nga để từ bỏ nguồn cung dầu mỏ giá rẻ của Nga. Châu Âu cần đa dạng hóa thương mại và chấp nhận giá năng lượng tăng cao hơn. Đồng thời Ủy viên này cũng bày tỏ hy vọng giải pháp mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng của EU có thể giúp hạn chế một phần đà tăng giá. Giá nhiên liệu tăng vọt tại các quốc gia châu Âu diễn ra trong bối cảnh lạm phát gia tăng từ khi Covid-19 bùng phát và tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng liên quan đến đại dịch này. Điều này khiến chi phí các mặt hàng thiết yếu và hàng hóa tăng vọt tại các thị trường bán buôn. Phí bảo hiểm của nhiên liệu so với dầu thô cao hơn nhiều so với định mức theo mùa. Liên minh châu Âu cho biết họ muốn giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, nhiều nước EU đang phụ thuộc nhiều vào nguồn cung từ Moscow. Một số quốc gia đã không ủng hộ đề xuất cấm vận dầu Nga. Moscow cung cấp khoảng 4% tổng lượng khí đốt tự nhiên của EU và khoảng 1 phần 3 nhu cầu dầu của các quốc gia này. Trước đó, EU đã đề xuất lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Nga theo một phần của gói trừng phạt mới nhắm vào Moscow. Hôm ngày 4 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã đưa ra đề xuất gói trừng phạt thứ 6 của EU nhắm vào Nga, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu dầu từ Moscow theo từng giai đoạn. Cơ quan này muốn từng bước loại bỏ nguồn cung dầu thô của Nga trong 6 tháng và các sản phẩm tinh chế vào cuối năm 2022. Dù châu Âu đang đầu tư mạnh cho các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió và điện mặt trời, tuy nhiên các nước ở khu vực này vẫn cần nguồn năng lượng truyền thống phục vụ sản xuất và dân sinh. Do đó, căng thẳng gia tăng giữa Nga với phương Tây liên quan đến vấn đề Ukraine thời gian gần đây đã phủ bóng đen lên thị trường năng lượng châu Âu. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vừa đăng tải video về cuộc tập trận bắn tên lửa để đáp lại Triều Tiên phóng 3 tên lửa đạn đạo vào biển Nhật Bản ngày 25 tháng 5. Cuộc diễn tập một tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hunmo 2 cùng các tên lửa chiến thuật đã được bắn về phía hướng Nhật Bản. Liên quan đến động thái của Triều Tiên, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng xem xét lệnh trừng phạt mới cho Triều Tiên. Các tài sản bị phong tỏa của hơn 1.000 cá nhân và các nhà tài phiệt Nga và Belarus nằm trong danh sách trừng phạt của Liên minh châu Âu, sắp tới có thể sẽ bị tịch thu để hỗ trợ tái thiết Ukraine sau xung đột quân sự. Đây là đề xuất mới nhất được Ủy ban châu Âu công bố. Biện pháp này cũng sẽ áp dụng đối với hành vi tìm cách né tránh các lệnh trừng phạt như mượn danh nghĩa người khác đứng tên tài sản hoặc sử dụng các công ty bình phong núp bóng hoạt động những cá nhân và thực thể liên quan bị kết tội hoạt động tội phạm ví dụ như rửa tiền. EC dự kiến sẽ bổ sung hành vi vi phạm các lệnh trừng phạt EU vào danh sách tội phạm châu Âu song song với các tội khủng bố, buôn người, lạm dụng tình dục phụ nữ và trẻ em, buôn bán bất hợp pháp ma túy và vũ khí. Hiện chỉ có 12 thành viên gồm Đan Mạch, Pháp, Croatia, Cộng hòa Síp, Latvia, Luxembourg, Hungary, Malta Hà Lan, Bồ Đào Nha, Phần Lan và Thụy Điển coi đây là tội phạm hình sự, trong khi các nước còn lại, nhất là Đức, chỉ đưa ra mức phạt nhẹ và mang tính chất hành chính. Mới đây tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử cho biết tại nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye của Ukraine có lưu trữ 30 tấn polonium và 40 tấn uranium đã được làm giàu. Tổng, theo tổng giám đốc thì lo ngại vài trăm kg nguyên liệu vũ khí hạt nhân có thể biến mất khỏi nhà máy điện hạt nhân này. Trước đó có thông tin cho rằng tổ chức này đang đàm phán với Ukraine và Nga để cho các chuyên gia của tổ chức này tiếp cận nhà máy điện hạt nhân hiện đang thuộc quyền kiểm soát của quân đội Nga. Mới đây, Israel đã từ chối yêu cầu của Mỹ để Đức cung cấp tên lửa chống tăng spy cho Ukraine trong bối cảnh diễn ra xung đột giữa Nga và Ukraine. Tên lửa chống tăng được Israel cộng cấp phép sản xuất tại Đức. Tuy nhiên, thỏa thuận giữa đôi bên đều có quản quy định Đức chỉ được chuyển giao tên lửa này cho bên thứ ba khi có sự chấp thuận của Tel Aviv. Vừa qua, Chủ tịch Cuba tuyên bố sẽ không tham dự trong bất kỳ trường hợp nào hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ lần thứ 9, dự kiến diễn ra tại Los Angeles từ ngày 6 đến ngày 10 tháng sau tới. Chủ tịch Cuba nêu rõ, ngay từ ban đầu, chính phủ Mỹ đã có ý định loại trừ một số quốc gia thành viên khỏi hội nghị thượng đỉnh châu lục. Ông đồng thời cáo buộc Mỹ đang gây áp lực tàn bạo nhằm vô hiệu hóa các yêu cầu chính đáng và kiên quyết của các nước trong khu vực mong muốn hội nghị thượng đỉnh tại Los Angeles diễn ra với đầy đủ các quốc gia thành viên. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết nước này và Mỹ đã tiến hành một cuộc tập trận chung với các máy bay chiến đấu trên biển Nhật Bản, Hàn Quốc gọi là Đông Hải. Chỉ một ngày sau khi Triều Tiên bắn 3 tên lửa đạn đạo, theo đó cuộc tập trận bao gồm 4 chiếc F15 từ căn cứ của lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản ở Hokkaido và 4 chiếc F16 từ căn cứ Không quân Mỹ ở Misawa vào hôm 25 tháng 5 nhằm xác nhận tư thế sẵn sàng chiến đấu. Trong khi đó, quân đội Mỹ cho biết trong một thông cáo báo chí, cuộc tập trận diễn ra nhằm thể hiện khả năng phối hợp để ngăn chặn và chống đối các mối đe dọa trong khu vực. Chính phủ Trung Quốc đưa ra một loạt các giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp kích cầu trong nước nhằm trung hòa những thiệt hại kinh tế đến từ chính sách phong tỏa khắc nghiệt để ngăn chặn Covid-19. Trung Quốc đã công bố gói biện pháp kích thích kinh tế mới trị giá hơn 400 tỷ đô la Mỹ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế đang có dấu hiệu chững lại. Gói chính sách 33 điểm lần này sẽ giúp nền kinh tế trở lại quỹ đạo bình thường, giữ các chỉ số kinh tế lớn ở trong tầm kỳ vọng hợp lý. Chính sách mới này được Thủ tướng Lý Khắc Cường công bố vào thời điểm kinh tế Trung Quốc xuất hiện một số tín hiệu kém khả quan. Mục tiêu duy trì tăng trưởng GDP 5,5% trong năm 2022 được cho là khó thực hiện được trong điều kiện Trung Quốc tiếp tục đối mặt với khó khăn từ các ổ dịch, đi cùng đó là biện pháp kiểm soát hàng khác theo kiểu zero covid. Theo đó, gói kích thích kinh tế mới nhất này tập trung vào việc giảm gánh nặng chi phí tài chính cho các doanh nghiệp ngành sản xuất thông qua biện pháp về hoàn thuế, giảm thuế và giảm phí. Ngành du lịch Canada có dấu hiệu khởi sắc với lượng du khách quốc tế tiếp tục tăng trong bối cảnh nước này nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng dịch COVID-19. Cơ quan thống kê Canada cho biết kể từ khi chính phủ Canada nới lỏng một số biện pháp hạn chế đi lại hồi tháng 2, trong tháng 3 năm 2022, Canada đã đón 148.900 lượt du khách quốc tế, cao gần gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn 50% so với cùng kỳ năm 2019. Chỉ tính riêng lượng du khách Mỹ đã có hơn 465.200 chuyến đi đến Canada, gần gấp 5 lần so với tháng 3 năm 2021, nhưng chỉ tương đương 31,9% trong số 1,5 triệu chuyến đi ghi nhận vào tháng 3 năm 2019. Trong đó, có hơn 310.300 chuyến đi bằng phương tiện ô tô, trong đó 42% là các chuyến đi về trong ngày. Trong khi đó, số lượng du khách châu Âu đến Canada đã tăng lên 68.800 lượt khách, từ mức 5.600 lượt khách vào tháng 3 năm 2021. Du khách từ châu Á cũng tăng từ 12.100 lượt khách lên 33.700 lượt khách. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ FDA đang nới lỏng các quy định cho phép nhập khẩu sữa bột trẻ em từ Anh. FDA cho phép nhập khẩu khoảng 2 triệu lon sữa bột trẻ em vào tháng 6 để giảm bớt tình trạng thiếu hụt trên toàn nước Mỹ. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ FDA cho biết Cơ quan này đang thực thi quyền quyết định để cho phép công ty Kendo Nutriche có trụ sở tại Anh nhập khẩu vào Mỹ một số sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ em dưới thương hiệu Kendamin. Sữa này đảm bảo về độ an toàn và dinh dưỡng sau khi đánh giá. Công ty ước tính ban đầu rằng khoảng 2 triệu lon sữa dự kiến sẽ đến và có mặt trên các kệ hàng ở Mỹ bắt đầu từ tháng 6. Kendo Nutriche có sẵn 40.000 lon sữa công thức trẻ em trong kho để gửi ngay lập tức. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ đang làm việc để chuyển số sữa này tới Mỹ càng sớm càng tốt. Mỹ đang trải qua một trong những đợt thiếu hụt sữa bột trẻ em lớn nhất trong lịch sử gần đây. Sau khi công ty Abbott vào tháng 2 thu hồi một số sản phẩm bao gồm Similac và đóng cửa nhà máy sản xuất ở Sturgis, bang Michigan. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 5 năm 2022, tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P Global Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm của quốc gia dài hạn của Việt Nam lên mức BB+, cộng, triển vọng ổn định. S&P nâng hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam trên cơ sở ghi nhận nền kinh tế đang trên đà hồi phục vững chắc trong bối cảnh chính phủ gỡ bỏ các hạn chế di chuyển trong nước và xuyên biên giới, cùng những tín hiệu tích cực khác của nền kinh tế, triển vọng ổn định thể hiện dự báo của S&P trong vòng 12 đến 24 tháng tiếp theo, kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục phục hồi vượt qua các khó khăn, thách thức do đại dịch. Việc tổ chức S&P nâng hạ định mức tín nhiệm quốc gia của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động và thách thức là hết sức tích cực. Việt Nam cũng là một trong hai quốc gia ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương được nâng bậc tín nhiệm kể từ đầu năm đến nay. Chuyển sang một thông tin khác, theo khảo sát của HSBC, nhiều doanh nghiệp chủ yếu đến từ Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ muốn tận dụng hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam để tăng cường và hỗ trợ hoạt động giao thương của mình. Cụ thể có 21% các công ty Ấn Độ đang hoặc dự định thiết lập hoạt động tại Đông Nam Á có kế hoạch mở rộng kinh doanh tại Việt Nam 2 năm tới. Cùng lúc thì 26% doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam cũng đang hướng đến ưu tiên tăng trưởng tại Việt Nam. Theo cục quản lý giám sát bảo hiểm thuộc Bộ Tài chính, giai đoạn 2011-2020, tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế của thị trường bảo hiểm từ 83.439 tỷ đồng lên tới 468.563 tỷ đồng, tăng 462%. Đến nay một số sản phẩm có tính an sinh xã hội cao như bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm vi mô, bảo hiểm thủy sản, bảo hiểm hưu trí được nhiều người biết đến. theo báo cáo mới công bố của ADB và BIDV năm 2022 thị trường bảo hiểm Việt Nam được dự báo sẽ có những chuyển biến tốt dự kiến doanh thu bảo hiểm tăng 18 đến 20% với đóng góp chính đến từ bảo hiểm nhân thọ trong năm 2022 thị trường bảo hiểm sẽ có những cơ hội để phát triển như việc sửa đổi luật kinh doanh bảo hiểm và hoàn thiện đề án chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030 tuy nhiên thị trường bảo hiểm có thể đối mặt với thách thức từ việc tỷ lệ bồi thường có thể tăng trong năm 2022 do không còn đợt giãn cách kéo dài và biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp. Tiếp theo chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác mời quý vị cùng theo dõi. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan triển khai áp dụng tem điện tử truy xuất nguồn gốc đối với mặt hàng đường mía và xây dựng thông tư hướng dẫn việc áp dụng tem điện tử truy xuất nguồn gốc đối với mặt hàng đường mía sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo giải pháp, đây là loại tem điện tử sử dụng công nghệ RFID có chứa đựng các thông tin về chủng loại đường, tên, địa chỉ cơ sở sản xuất, nguồn gốc xuất xứ, số tờ khai hải quan, thời điểm nhập khẩu, đồng thời cũng truy xuất được nguồn gốc sản phẩm. Cục Đăng Kiểm Việt Nam cho biết sẽ tiến hành kiểm tra tại nơi bán hàng hoặc đại lý bán hàng của các nhà sản xuất đang lắp ráp nhập khẩu xe máy tại Việt Nam. Đây là hoạt động trong kế hoạch thường niên nhằm đảm bảo việc tuân thủ công khai thông tin mức nhiên liệu tiêu thụ và thực hiện dán nhãn năng lượng của các đơn vị kinh doanh mô tô, xe gắn máy. Dự kiến diễn ra từ ngày 1 tháng 6 năm 2022 đến ngày 31 tháng 7 năm 2022. Được biết, thông tin đăng ký kiểm tra phải gửi về Cục Đăng Kiểm Việt Nam trước ngày 31 tháng 5 năm 2022. Trên cơ sở thông tin này, Cục Đăng Kiểm Việt Nam sẽ thông báo cụ thể về kế hoạch kiểm tra. Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho biết 4 tháng đầu năm nay, giao dịch thanh toán qua điện thoại di động đã tăng tương ứng 97,65% về số lượng và 86,68% về giá trị giao dịch so với cùng kỳ năm trước. Cũng tính đến tháng 4 năm 2022, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 69,7% về số lượng, 27,5% về giá trị. Tổng số tiền ví điện tử đã kích hoạt tăng 10,37% so với cuối năm 2021. Cục phòng vệ thương mại thuộc Bộ Công Thương cho biết Bộ Thương mại Mỹ DOC vừa nhận đơn kiện đề nghị điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại với một số sản phẩm ống thép dạng vuông hoặc chữ nhật và ống thép carbon dạng tròn có đường hàn. Các sản phẩm này chủ yếu thuộc mã HS7306.61 và 7306.30 được nhập khẩu từ Việt Nam. Nguyên đơn gồm các doanh nghiệp sản xuất ống thép lớn tại Mỹ. Cục Phòng vệ Thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất hoặc xuất khẩu liên quan rà soát các hoạt động xuất khẩu các sản phẩm ống thép bị điều tra sang Mỹ, nghiên cứu thủ tục điều tra chống lẩn tránh thuế của Mỹ và phối hợp với cục trong quá trình của vụ việc. Chuyển sang một thông tin khác, cục Phòng vệ Thương mại cũng cho biết Bộ Thương mại vừa thông báo gia hạn thời gian xem xét đơn đề nghị điều tra lẩn tránh thuế Phòng vệ Thương mại đối với sản phẩm tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam và Malaysia thêm 15 ngày. Như vậy, DOC sẽ quyết định có khởi xướng vụ việc này hay không vào ngày 6 tháng 6, thay vì cuối tháng 5 như dự kiến trước đó. Tổng cục Hải quan vừa có thông tin phản hồi liên quan đến thông tin việc hai lô hàng khẩu trang chống dịch do cửa bảo ở Hồng Kông Trung Quốc và doanh nghiệp ở Đức viện trợ cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến nay 6 tháng chưa được thông quan. Theo văn bản phản hồi, Tổng cục Hải quan cho biết tại thời điểm hai lô hàng về Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chưa có hai chứng từ gồm quyết định tiếp nhận viện trợ của cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Y tế và tờ khai xác nhận viện trợ có xác nhận của cơ quan tài chính. Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Tri cục Hải quan, cửa khẩu sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất liên hệ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc để giảm chi phí lưu kho cho hai lô hàng trên. Theo đó, trước mắt cơ quan hải quan đồng ý để Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc đăng ký tờ khai và đưa hàng về bảo quản, nộp bổ sung chứng từ còn thiếu trong thời hạn 30 Ngày. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố quyết định quy định thời gian giao dịch với chứng khoán niêm yết thuộc diện bị hạn chế giao dịch tại HOSE. Theo đó, chứng khoán niêm yết thuộc diện bị hạn chế giao dịch tại HOSE chỉ được giao dịch phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung và phương thức giao dịch thỏa thuận. Bộ Quốc phòng Nga cho biết sẽ mở một hành lang an toàn cho phép tàu nước ngoài rời các cảng của Ukraine ở biển Đen. Ngoài ra, một hành lang riêng sẽ được mở để các tàu rời Mariupol bằng cách đi từ cảng biển Azov tới biển Đen. Được biết, các hành lang sẽ mở hàng ngày. Quân đội Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã nã pháo vào hơn 40 thị trấn ở vùng Donbass, vật tại phía đông nước này, đe dọa đóng sập lối thoát chính cuối cùng của những người dân thường đang bị mắc kẹt. Ukraine cũng tuyên bố đã đẩy lùi được hơn 10 cuộc tấn công, phá hủy 4 xe tăng, 4 máy bay không người lái, hạ gục 62 người. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa thể xác nhận độc lập các thông tin trên chiến trường. Điện Kremlin cho biết ngày 26 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với Thủ tướng Italy, trong đó ông Putin bày tỏ Nga sẵn sàng góp phần đáng kể vào công cuộc giải quyết khủng hoảng lương thực toàn cầu, song chỉ khi phương Tây dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt. Cùng ngày, chính phủ Italy cũng ra thông báo về cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo, trong đó nói rằng hai bên đã thảo luận về tình hình tại Ukraine, Cuộc khủng hoảng lương thực cũng như tác động của cuộc khủng hoảng đối với các quốc gia đói nghèo. Phía Italy không cung cấp thêm chi tiết về cuộc điện đàm. Các nguồn tin độc quyền của Reuters tiết lộ Mỹ đã bắt đầu cảnh báo Ukraine về hậu quả nếu Kiev leo thang tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Phía Mỹ không đưa ra cụ thể danh sách các địa điểm Ukraine không được tấn công, nhưng đã đưa ra những cảnh báo chung về nguy cơ chiến sự lan rộng. Một trong ba quan chức Mỹ nói với điều kiện giấu tên, Chúng tôi lo ngại về sự eo thang nhưng vẫn không muốn đặt giới hạn địa lý hoặc ràng buộc họ quá nhiều với những thứ mà chúng tôi đang cung cấp cho họ. Tổng thống Nga Vladimir Putin ký xác lệnh nới lỏng các yêu cầu nhập tịch Nga cho người dân ở vùng Kherson và Azovsky của Ukraine. Ukraine, Mỹ và châu Âu lên tiếng phản đối. Bộ Ngoại giao Ukraine chỉ trích việc Nga cấp hộ chiếu trái phép, vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine cũng như luật quốc tế, trong khi đó, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ nói Washington cật lực phản đối động thái của Moscow. Trường phái đoàn đại diện EU tại Ukraine cũng chia sẻ trên mạng xã hội Twitter về động thái hộ chiếu hóa của Nga. Trong bất cứ trường hợp nào, sẽ không có ai công nhận bất cứ hành động nào như vậy. Washington muốn áp thêm lệnh trừng phạt kinh tế đối với Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng nối lại các đợt thử nghiệm tên lửa đạn đạo thời gian qua. Mỹ đề xuất cấm mọi nước xuất khẩu thuốc lá và dầu đến Triều Tiên. Dự thảo nghị quyết đồng thời đưa nhóm tin tặc Lazarus vào danh sách đen với cáo buộc nhóm này có liên hệ với chính phủ Triều Tiên. Tuy nhiên, dự thảo nghị quyết do Mỹ soạn thảo ngày 26 tháng 5 nhận được 13 phiếu ủng hộ tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhưng không được thông qua vì bị hai thành viên thường trực là Nga và Trung Quốc phủ quyết. Quan chức Nhà Trắng nói Mỹ nhận định kịch bản Nga vỡ nợ không gây ra tác động đáng kể đối với kinh tế Mỹ và thế giới. Bà cho biết, Bộ Tài chính Mỹ vẫn theo dõi sát sao tình hình và duy trì thảo luận với cộng đồng tài chính quốc tế. Chính phủ Mỹ ngày 24 tháng 5 thông báo không gia hạn nới lỏng trừng phạt tài chính Nga để nước này thanh toán nợ cho các cá nhân và tổ chức tại Mỹ đã mua trái phiếu chính phủ Nga. Quyết định hoãn trừng phạt trước đó được hết hiệu lực vào ngày 25 tháng 5 khiến Nga không thể tiếp tục thanh toán nợ đáo hạn và lãi suất do bị Mỹ ngăn thanh toán quốc tế. Ủy viên Tư pháp Liên minh châu Âu ngày 25 tháng 5 cho biết khoảng 23 tỷ euro, tương đương với khoảng 24,5 tỷ đô la Mỹ, tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đã bị Liên minh đóng băng từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2. Tức chỉ chiếm gần 1 phần 10 con số nêu trên. Đây là lần đầu tiên EU công bố dữ liệu này sau khi thu thập thông tin từ chính phủ các nước thành viên. Con số của EU thấp hơn nhiều so với Mỹ, nước được cho là đã đóng băng 100 tỷ đô la Mỹ của Ngân hàng Trung ương Nga. Ngày 26 tháng 5, Ngân hàng Trung ương Nga quyết định giảm lãi suất 14% xuống 11% khi lạm phát tăng chậm lại và đồng rút hồi phục. Đây là lần giảm lãi suất thứ ba liên tiếp kể từ đợt nâng lãi suất đột ngột lên 20% sau khi Nga khởi động cuộc chiến tại Ukraine. Ngân hàng Trung ương Nga cho biết họ vẫn có thể giảm lãi suất thêm tại các cuộc họp sắp tới. Cuộc họp kế tiếp diễn ra vào ngày 10 tháng 7 giới chức liên minh châu âu cảnh báo người tiêu dùng châu âu sẽ phải trả giá cho việc từ bỏ nguồn cung dầu mỏ giá rẻ từ nga gánh chịu hậu quả tăng giá năng lượng vĩnh viễn nếu lục địa này áp lệnh ngừng nhập khẩu khí đốt nga liên quan đến chiến dịch quân sự tại ukraine theo Ủy viên phụ trách vấn đề cạnh tranh của EU, người tiêu dùng châu Âu sẽ phải gánh chịu hậu quả tăng giá năng lượng vĩnh viễn nếu lục địa này áp lệnh ngừng nhập khẩu khí đốt từ Nga để từ bỏ nguồn cung dầu mỏ giá rẻ của Nga, châu Âu cần đa dạng hóa thương mại và chấp nhận giá năng lượng tăng cao hơn. Đồng thời Ủy viên này cũng bày tỏ hy vọng giải pháp mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng của EU có thể giúp hạn chế một phần đà tăng giá, giá nhiên liệu tăng vọt tại các quốc gia châu Âu diễn ra trong bối cảnh lạm phát gia tăng từ khi Covid-19 bùng phát và tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng liên quan đến đại dịch này. Điều này khiến chi phí các mặt hàng thiết yếu và hàng hóa tăng vọt tại các thị trường bán buôn, phí bảo hiểm của nhiên liệu so với dầu thô cao hơn nhiều so với định mức theo mùa. Liên minh châu Âu cho biết họ muốn giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, nhiều nước EU đang phụ thuộc nhiều vào nguồn cung từ Moscow. Một số quốc gia đã không ủng hộ đề xuất cấm vận dầu Nga. Moscow cung cấp khoảng 4% tổng lượng khí đốt tự nhiên của EU và khoảng 1 phần 3 nhu cầu dầu của các quốc gia này. Trước đó, EU đã đề xuất lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Nga, theo một phần của gói trừng phạt mới nhắm vào Moscow. Hôm ngày 4 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã đưa ra đề xuất gói trừng phạt thứ 6 của EU nhắm vào Nga, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu dầu từ Moscow theo từng giai đoạn. Cơ quan này muốn từng bước loại bỏ nguồn cung dầu thô của Nga trong 6 tháng và các sản phẩm tinh chế vào cuối năm 2022. Dù châu Âu đang đầu tư mạnh cho các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió và điện mặt trời, tuy nhiên các nước ở khu vực này vẫn cần nguồn năng lượng truyền thống phục vụ sản xuất và dân sinh. Do đó, căng thẳng gia tăng giữa Nga với phương Tây liên quan đến vấn đề Ukraine thời gian gần đây đã phủ bóng đen lên thị trường năng lượng châu Âu. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vừa đăng tải video về cuộc tập trận bắn tên lửa để đáp lại Triều Tiên phóng 3 tên lửa đạn đạo vào biển Nhật Bản ngày 25 tháng 5. Cuộc diễn tập một tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hyunmoo 2 cùng các tên lửa chiến thuật đã được bắn về phía hướng Nhật Bản. Liên quan đến động thái của Triều Tiên, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng xem xét lệnh trừng phạt mới cho Triều Tiên. Các tài sản bị phong tỏa của hơn 1.000 cá nhân và các nhà tài phiệt Nga và Belarus nằm trong danh sách trừng phạt của Liên minh châu Âu sắp tới có thể sẽ bị tịch thu để hỗ trợ tái thiết Ukraine sau xung đột quân sự. Đây là đề xuất mới nhất được Ủy ban châu EC công bố. Biện pháp này cũng sẽ áp dụng đối với hành vi tìm cách né tránh các lệnh trừng phạt như mượn danh nghĩa người khác đứng tên tài sản hoặc sử dụng các công ty bình phong núp bóng hoạt động những cá nhân và thực thể liên quan bị kết tội hoạt động tội phạm ví dụ như rửa tiền. EC dự kiến sẽ bổ sung hành vi vi phạm các lệnh trừng phạt EU vào danh sách tội phạm châu Âu song song với các tội khủng bố, buôn người, lạm dụng tình dục phụ nữ và trẻ em, buôn bán bất hợp pháp ma túy và vũ khí. Hiện chỉ có 12 thành viên gồm Đan Mạch, Pháp, Croatia, Cộng hòa Síp, Latvia, Luxembourg, Hungary, Malta Hà Lan, Bồ Đào Nha, Phần Lan và Thụy Điển coi đây là tội phạm hình sự, trong khi các nước còn lại, nhất là Đức, chỉ đưa ra mức phạt nhẹ và mang tính chất hành chính. Mới đây tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử cho biết tại nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye của Ukraine có lưu trữ 30 tấn polonium và 40 tấn uranium đã được làm giàu. Tổng, theo tổng giám đốc thì lo ngại vài trăm kg nguyên liệu vũ khí hạt nhân có thể biến mất khỏi nhà máy điện hạt nhân này. Trước đó có thông tin cho rằng tổ chức này đang đàm phán với Ukraine và Nga để cho các chuyên gia của tổ chức này tiếp cận nhà máy điện hạt nhân hiện đang thuộc quyền kiểm soát của quân đội Nga. Mới đây, Israel đã từ chối yêu cầu của Mỹ để Đức cung cấp tên lửa chống tăng Spy cho Ukraine trong bối cảnh diễn ra xung đột giữa Nga và Ukraine. Tên lửa chống tăng được Israel cung cấp phép sản xuất tại Đức. Tuy nhiên, thỏa thuận giữa đôi bên đều có quản quy định Đức chỉ được chuyển giao tên lửa này cho bên thứ ba khi có sự chấp thuận của Tel Aviv. Vừa qua, chủ tịch Cuba tuyên bố sẽ không tham dự trong bất kỳ trường hợp nào hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ lần thứ 9, dự kiến diễn ra tại Los Angeles từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 10 tháng sau tới. Chủ tịch Cuba nêu rõ ngay từ ban đầu, chính phủ Mỹ đã có ý định loại trừ một số quốc gia thành viên khỏi hội nghị thượng đỉnh châu lục. Ông đồng thời cáo buộc Mỹ đang gây áp lực tàn bạo nhằm vô hiệu hóa các yêu cầu chính đáng và kiên quyết của các nước trong khu vực mong muốn hội nghị thượng đỉnh tại Los Angeles diễn ra với đầy đủ các quốc gia thành viên. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết nước này và Mỹ đã tiến hành một cuộc tập trận chung với các máy bay chiến đấu trên biển Nhật Bản, Hàn Quốc gọi là Đông Hải chỉ một ngày sau khi Triều Tiên bắn 3 tên lửa đạn đạo. Theo đó, cuộc tập trận bao gồm 4 chiếc F-15 từ căn cứ của lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản ở Hokkaido và 4 chiếc F-16 từ căn cứ không quân Mỹ ở Misawa vào hôm 25 tháng 5 nhằm xác nhận tư thế sẵn sàng chiến đấu. Trong khi đó, quân đội Mỹ cho biết trong một thông cáo báo chí, cuộc tập trận diễn ra nhằm thể hiện khả năng phối hợp để ngăn chặn và chống đối các mối đe dọa trong khu vực.